SSD thế hệ mới, tốc độ nhanh vượt trội. Cùng Minh Phong tìm hiểu về chiếc SSD đến từ nhà Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe M2 này nhé. Với tốc độ đọc và tốc độ ghi cực kỳ cao cũng như là cực kỳ nhanh, lần lượt là 6000 MB/s cũng như là 4000 MB/s ở chiếc SSD này. Với kích thước cực kỳ nhỏ gọn, phù hợp với PC cũng như là laptop, nhưng mà đổi lại dung lượng ở chiếc SSD này cực kỳ cao, từ 250 GB lên tới 4 TB, cho anh em tha hồ lưu trữ những dung lượng này cũng như ứng dụng, tài liệu này cũng như là phim hoặc là video mà anh em thích. Và điều đáng phải nhắc đến ở chiếc SSD đến từ nhà Kingston NV3 này là giá rẻ hơn so với các SSD Gen 4 trên thị trường hiện tại. Vậy thì anh em còn chần chừ gì mà không nhanh tay đến ngay Hacom để bỏ túi cho mình một chiếc SSD cực kỳ xịn sò như thế này chứ?